Bữa nay 25 tây tháng 11 năm 2022 nha cô chú anh chị nha. Bữa nay con quay một số cây sale giá hợp lý, giá mini cho cô chú anh chị dễ mua dễ chơi. Ở trước mặt cô chú anh chị nè là một cây nho tứ quý 12 vụ nè. Cây dáng này là dáng bay nha cô chú anh chị nha. Một cây tứ quý dáng bay đang có nhiều hoa. Cây 550.000 bao cước về tới nhà cho mình luôn. Đó. 550.000 giá là bao cước về tới nhà cho mình luôn. Cây đang nhiều hoa, một cây tứ quý dáng bay nha cô chú anh chị nha. Cây tứ quý số 1 550.000 bao cước về nhà. Toàn là những cây dễ mua dễ chơi thôi ha. Những cây giá rất là hợp lý cho mình luôn, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Giá vừa túi tiền luôn. Giá rất là hợp lý và vừa túi tiền cho những ai muốn sưu tầm. Hàng mini nhỏ gọn. Đây cũng 550.000. Đây. Từ từ nha, đợi con xíu. Đó. Dáng này ai chơi bonsai muốn chỉnh sửa được á thì bảo con lấy cái dáng này nha. Cái dáng này cũng 550.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao cước về tới nhà cho mình luôn. Đây, con gắn cái số 28 vô cho mình nha. Đây là một cây tứ quý nè. Đây. Cây đang có hoa như thế này rồi. Đó. 550.000 nha cô chú anh chị nha. Đó, cây tứ quý như thế này là 550.000 là đang có hoa. Đây, gốc đây con để tay vào là gốc mà, gốc của mình là như thế nha. Đây con nghiêng nghía ở trong cái lô này là có cái cây nào có hoa thì con sẽ bốc ra cho mình, tại vì cái lô này về nó đủ thứ dáng hết trơn, nhưng mà bây giờ những cái dáng mà con dòm thấy nó khá ấn tượng thì nó cũng đã hết rồi. Đó, hiện tại có cây này thì tạm ổn nè. Cây dáng bay này cũng ok nè. Đó rồi. Hôm nay con sẽ quay nhiều cây và đa dạng, ví dụ như cây bánh kem nè. À, con quay thêm một số cây khác nữa cho cô chú anh chị mình xem. Để hôm bữa cô chú anh chị nói coi hết clip mà chỉ toàn thấy nho với nho thôi, không thấy cây gì khác ngoài cây nho hết. Con xin lỗi nha. Đây. Cây nho tứ quý 12 vụ nằm trong chậu đen này. Cái lô chậu đen thì giá nó cao hơn 650 lận nha. Cô chú anh chị nào thích cái cây nho tứ quý chậu đen này mà con thấy nó không có gì đặc biệt hết trơn á, thì nó già cây thì già cây thịt nè. Đó. Con gắn số luôn, biết đâu duyên nó tới 650.000 bao cước về tới nhà, cây bắt đầu có hoa nha cô chú anh chị nha. Đây nè. Hoa này ha. Hoa nhìn dốc xuống thì vẫn có hoa nha. Đó. Gốc bằng ngón chân cái người lớn mình nha, chiều cao tầm 1m4, 1m5 nha. Đó. Còn tứ quý 900 thì cỡ này là chi chích hoa, chi chích quả rồi. Đó. Chi chích luôn nha mọi người. Đó, cây này con gắn số 59 nè. Lô này là lô bữa con gắn số còn lại nè. À, cái đó con nói thiệt. Gắn số còn lại chưa bán được nha. Đó. Cái cây này nè, con ấn tượng cái cây này, con quay cây này. Đây, còn ai mà muốn chọn cây đẹp hơn hoặc là những cái cây con không gắn số phía trong thì Zalo 0945707848 hoặc 0919707848 giùm con. Một cây nho đỏ 12 vụ 1 triệu bao cước về tới nhà, cây nho đỏ 12 vụ mang số 29 là một cây nho đỏ 12 vụ 2 thân. Đây. Gốc cây cô chú anh chị nha. Gốc của nó như thế này. Đó. Thì nhìn tổng thể là em nó cũng khá là xinh xắn và đáng yêu. Đó. Đó là cô chú anh chị đây, nhìn theo dõi nha. Em nấy có hoa lên cận cả trên ngọn này luôn đó. Đó. Chiều cao là 1m7 nha cô chú anh chị nha. 1 triệu bao cước về tới nhà nha. Đó. Còn cây này thì dáng nó hơi thon nè, suông nè, nó không xòe nè. Đó. Cây này thì cũng đẹp nè. Nhìn mặt trước nè. Bây giờ nhìn lại mặt sau để mình soi coi nó có hoa trái gì chưa. Cây đang có hoa nha. Hoa từ trên ngọn luôn nè. Đó. Hoa lên tới trên ngọn luôn nha cô chú anh chị nha. Đó. Cây 15 nha cô chú anh chị nha. Cây số 15 cô chú anh chị coi đăng ký cơ like sale giúp con nha. Bữa con cái clip vừa rồi giảm tương tác một ngày trời mà chỉ có 1.100 lượt xem. Coi cái số lượt xem không đó là đau lòng luôn, nhóc ruột luôn á. Nói trời bình thường một ngày ít nhất cũng tầm phải 2.500 đến 3.500 mà bây giờ nó giảm tới mức đó luôn. Chắc cái kênh con là chưa có gì mới lạ nên là cô chú nói chung là cũng không có tương tác nhiều với con nữa hay sao. Đây, cây tứ quý dáng lắc rất là ok. Cái lô này là lô 900 bao cước về tới nhà ha. Cây số 83 nha cô chú anh chị nha. 900 này. Cây này là không lấy là tiếc cả thanh xuân luôn nha mọi người ơi. Gốc rất là to, hàng này lực lưỡng nha. Cây 83 nha. Đó. Dáng lắc tổng thể nó nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. Con còn một cây Việt Quất duy nhất luôn. Ý không, lô lớn này còn một cây duy nhất. Dạ. Cây rất là đẹp luôn nha mọi người. Cây đang có nhiều trái nha.
nhiều trái non và nhiều hoa. Chậu Việt Quốc này còn một chậu duy nhất, bán 2,5 triệu nha, 2,5 triệu cặp, 2,5 triệu chậu này nhá, 2,5 triệu. Ai cần thì là alo 0945, một chậu Việt Quốc tứ quý 2,5 triệu nha mọi người. Đây đang có hoa non chùm nha mọi người ơi. Đây bắt đầu vào cái lô chậu chữ, chậu đỏ chữ tàu nha mọi người. Cây này có gì đặc sắc không, ai thích không? 129 của clip ngày 25 tây tháng 10-11 nha cô chú anh chị nha. 129 này. À, chậu đỏ 1 triệu bao cước về tới nhà. Cây này đây, số 6 nha cô chú anh chị nha. Số 6 nha cô chú anh chị. À, số 6 1 triệu bao cước rồi tới nha. Dáng cao thanh thoát này là cây số 19 nha cô chú anh chị. Cây có hoa hết rồi, giờ cô chú anh chị chăm ăn Tết là thoải mái nha mọi người ơi. Mua nho thân gỗ lúc càng ăn Tết thoải mái. Có một số cô chú anh chị nói là nho này chỉ là ăn chơi giải trí cho vui chứ không có giống nho Mỹ. Nhưng mà con đính chính cái đó là thật sự luôn á. Cái này trồng ăn chơi cho vui, vừa trồng kiểng, vừa có trái ăn cho ngon. Vừa có trái ăn cho ngon chứ không phải là mình trồng thay thế cho nho Mỹ mình mua ngoài chợ nha. Cái này mình trồng phong thủy nè, mình chăm sóc cây, mình ngắm cây nè, có trái vui nè, thích nè. Đó, chứ không phải là mình trồng để mình chủ yếu là lấy trái để ăn, 100% là để lấy trái. Nhưng mà có một số cô chú thì rất là thích ha. Đây, những cây to vườn con này, đó. Những cây to này rất là to. Đây. Đang rất là nhiều trái. Ra đây con quay cây bánh kem cho mọi người xem nha. Có một cây bánh kem rất là to. Bữa giờ bữa nay nó mới phát hiện được là cây bánh kem này rất là đẹp luôn. Cây bánh kem to đẹp này là 2,2 triệu bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị, rất là to luôn. 2,2 triệu. Cây bánh kem số 23 rất là to luôn, 2,2 triệu nha. Hoành gốc đây cô chú anh chị. Đó. Đó, hoành gốc đó. Cây bánh kem rất là to luôn. Đó. 2,2 triệu. Hai cây này xấu chưa đẹp, chừng nào đẹp con sẽ gắn số con bán sao. Như cây kia kìa, chưa có ra tán hung, chưa có đẹp đó. Đó, còn cây này thì đẹp rồi. Đó, rất là đẹp luôn, 2,2 triệu. Một cây bánh kem như thế này mà 2,2 triệu. Giá rẻ hơn rất là nhiều chỗ khác luôn nha mọi người. Con còn một cây lựu Peru, cây này hôm nay ra lá xum xuê rồi nè. Đó, cây này con đang bán là giá 600 bao cước về tới nhà nè. Còn một cây lựu duy nhất nè. Đó, có ai bữa giờ hỏi lựu mà ngắm thì bữa nay thấy cây này đẹp rồi nè, được thì ưng nha. Nho to rất nhiều ạ, nho to rất nhiều. Ví dụ như cây số 5 nè. Cây số 5 này con bán là giá là 11 triệu bao cước về tới nhà nè. Cô chú anh chị cần thì gọi 0945707848 nè. Nguyên vườn này có cây 9 triệu, có cây 11 triệu, 10 triệu, 10 triệu rưỡi tùy cây. Nhưng mà cô chú cảm thấy ưng cây nào thì cô chú alo con. Hoặc là mình sẽ gọi video nhé. Gọi video để mình chọn cây và mình được báo giá nha. Như cái cây số 15 này, cây rất là đẹp nè. Cây số 15 rất là đẹp luôn nha. Cô chú anh chị nhé, lặt ở đâu để máng cái số vô đây trời. Cây số 15 đó, rất là đẹp. Con bán bữa giờ cũng trống trống vườn rồi. Trà My thì còn được 6 cây nhưng mà tạm thời ít hoa là không bán nhé. Còn cái này là hồng sim nhánh chiết này, hồng sim khổng lồ này, 1,3 triệu một nhánh này. Đó, 1,3 triệu còn hai nhánh này. Này cái lô ngoằn mèo hôm bữa là con bán 350 cái loại tứ quý 12 tứ quý này. Đó, ở bên trong là nó giống như là cái dạng bonsai vậy cô chú anh chị. Nè, nhìn không? Ông chồng con gỡ ra thì mới biết được là người ta có dự định làm một cái bonsai, làm cây bonsai sau này.
Tứ quý này là 350 ngàn, rất là to luôn. Đây nè, à, cái con lấy nó, con bỏ vô cái chậu, con bỏ vô cái chậu màu xanh này. Có ai mà nhìn ra nó là 350 không? Không, nó rất là đẹp luôn á. Nhìn nó to, gốc nó bằng ngón chân cái của mình á. Quanh gốc nó nằm khoảng 8 quanh luôn á, 8 quanh luôn á, mà có 350 ngàn thôi. Đẹp không? 350. Cây này cắt tạo tán lại rồi, có ai thích không? Có ai thích cây này không? 39 nha, nhắn số chơi cho vui nha. Nếu cô chú thích thì biết đâu duyên nó đến bán được rồi sao ha. 39 nha cô chú anh chị nha. Đó, con này là chà là cái mô của con này. Còn quyệt quất này, quyệt quất như thế này, tứ quý như thế này, con đang bán là 250 ngàn một chậu. Con còn khoảng 30 chậu, thật sự là nó không có được đẹp, con mới bán như vậy á, bán cái giá hòa luôn nha cho mình. Còn cây tứ quý này rất là to nè. Cây tứ quý to này 900 là bao cước về tới nhà nè. Cây số 18 nè cô chú anh chị. Đó, cây số 18 nè, cây đang có nhiều hoa nè, gốc to lắm. 900 ngàn xứng đáng đồng tiền nha cô chú anh chị nha. Thật sự luôn. Cây này về là bắt đầu ra trái ra hoa liên tục luôn nha. Đặc biệt là nó sẽ ra trái ra hoa liên tục luôn, già cây rồi. Cây tứ quý văn lắc nè. Đó, có mọi người có thấy nó lắc chưa? Cây tứ quý văn lắc này cũng 900 bao cước về tới nhà nè. Cây số 3 nha cô chú anh chị nha. Đó, con bán số như thế này, cô chú anh chị thích cây số mấy cô chú anh chị alo con nhé. Đó, còn 12 vụ to như thế này nè, 1m6 luôn, rất là to như thế này. Con đang bán là giá là 700 bao cước về tới nhà nha. Số 4 nha cô chú anh chị nha. Cây to, to lắm. 700. Số 4. Đó, tứ quý cỡ này về ha. 350 không có mua ở đâu được cái giá này luôn á. Ngốc to lắm nha. 350 nguyên lô này con đang bán là 350. Con còn tầm khoảng chắc cỡ 50 cây, 50 cây nhá. 350 một cây. Còn lô tứ quý này thì đang là bán là giá 700. 700 bao cước về tới nhà. Như hiện tại cây này nè. Đó, cây tứ quý này là 700 bao cước về tới nhà, đang có hoa rồi nè. Đó, đó, cây tứ quý này con đang bán là 131 nha cô chú anh chị nha. 700 bao cước về tới nhà. Đó, còn táo nè. Hồ lô thì con còn được khoảng 2, 4, 5, 6. Ồ, bữa giờ bán cũng được nha. Còn 6 cây hồ lô nè. Hồ lô thì hiện tại đang bật hoa luôn nha cô chú anh chị nha. 600 ngàn một cây táo hồ lô này. 600 một cây. Con còn cái này, chậu này con chờ cho nó đẹp lên mới bán được. Sung này thì giá là 500 nha mọi người. 500 bao cước. Đây, còn cái nho giống này. Đó, nho này thì con đang bán 25 ngàn ha. Con không bao cước cho mình nha. 25 ngàn một cây. Đó, 25 ngàn một cây. Hồng sô cô la này, hồng sô cô la giống này thì ra đang bán 350, 350 một cây. Còn sung của con thay lá rồi, con không biết chăm. Con biết chăm nó không lên nổi luôn á. Nhưng mà khách con trồng cái lô này thì trái đầy rồi. Hỏi tới thì khách nói mấy trăm cây rồi. Nè, cây nho hôm bữa nè. Cái ông khách đó là ông khách nói chung cũng nhận cây chứ không phải là bơm hàng con. Nhưng mà lý do là cho cái số không có thường xài, gọi hoài Zalo thì lúc ẩn lúc hiện, không liên lạc được để nhận cây. Lô này là lô chậu xanh nè cô chú anh chị, con lựa cho khách rất là đẹp, một cây nho to, rất là to. Chậu xanh, lô chậu xanh 850 ngàn lúc con mới về nè. Bữa nay nó mọc mầm lại rồi nè cô chú anh chị, đúng không? Đó, không chết rồi, nhưng mà phải đợi hồi cây lâu lắm con mới bán được đó. Không, đây là cô chú anh chị đặt hàng á, cô chú anh chị để ý điện thoại giúp con nha, nha. Riêng cây nho thì nó rất là khỏe rồi đó. Thấy nó như thế này mà nó còn không chết, con bỏ ra như thế này mà nó còn không chết thì cô chú biết rồi, cây nho khỏe lắm. Đây này, mọc mầm rồi ha, bật mầm hết rồi đây nè. Đó rồi, đây nè, wow, bật mầm rồi. Rồi con chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại trong thứ
thứ sáu tuần sau chắc con sẽ lặn đi á, lặn đi tới thứ sáu tuần sau con mới quay clip mới. Thứ sáu tuần sau con sẽ về ha, con sẽ về nhiều loại cho mình này. Con về quýt thái nè, con về thêm trà mi tứ quý nè, loại nhỏ tiền thôi, ở tầm khoảng 300-400 ngàn đổ lại cho mình vừa chơi nè. Rồi con sẽ bóc nhiều thứ lạ khác nữa về bán nha. Cô chú anh chị đón xem tầm thứ sáu tuần sau để ủng hộ con nha.